Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game bắn súng Battle Royale có tên gọi là Sigma. Một con game được nhiều anh em so sánh là nó kiểu giống kiểu FIFA ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Sigma này nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Các bạn có thể, con game này hiện tại thì có trên Android và các bạn có thể rất là nhẹ, có cấu hình rất nhẹ, các bạn có thể cài trên điện thoại là giả lập đều rất là ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game đi. Đây, mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản khách này. Ở đây mình đang chơi bằng giải lập thôi anh em. Nếu mà chơi giải lập thì mình sẽ phải gọi là bố trí lại phím bấm một tí. Nhưng mà không sao, nhanh thôi. Ồ, có người sử dụng nickname này rồi. Chúng ta sẽ vào game này. Con game Sigma này thì được rất nhiều anh em quan tâm. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu nhá. Đây, chế độ chơi Battle Royale. Đấy. Đồ họa kiểu phong cách rất là giống Free Fire luôn. Và nó hoạt hình, nó mang hơi hướng hoạt hình. Kiểu đây, chúng ta sẽ có phần các cái phím di chuyển. Mình sẽ thiết lập cái phím ảo nhá. Anh em đợi chút, mình sẽ phải thiết lập phím ảo một chút đã. Đấy, một số phím bấm như ngồi, nhảy, rồi có cả phím nằm. Ngồi này, nằm này. Lúc này lúc gì đây? Cái này như kiểu dùng kỹ năng à? Rồi, chúng ta sẽ vào phòng chờ nhá. Ping game này rất là thấp luôn. Server con game này nó để ở châu Á ấy. Đây, các cái phím điều khiển này. Các bạn có thể điều chỉnh cái custom lại cái thao tác điều khiển của bạn. Đấy. Mình quên mất mình chưa xem. Rồi, các bạn cũng có lối chơi rất là quen thuộc của thể loại game Battle Royale. Đó là các bạn nhảy dù và chạy bo. Đây, bản đồ của anh em đây. Và các bạn sẽ nhảy xuống các cái khu vực ở đây. Và đại loại là chúng ta sẽ nhảy xuống đi. Ồ, thay vì là đây có quả lướt ván này và tí nữa sẽ bung dù nhá. Đây có quả lượn xuống để bay cho nhanh này. Đấy, cắm đầu xuống để cho nhanh. Rồi, các bạn thể bung dù. Mình sẽ cắm sâu xuống và đến một cái giai đoạn nhất định thì nó sẽ tự bung dù nha. Các bạn bung sớm thì có thể bay xa hơn thôi. Đấy, nhảy xuống khu vực này thì chắc chắn là sẽ bắn nhau rất là nhiều này. Ở đây mình thấy tối đa một màn chơi là 50 nhân vật. Đây, các bạn cũng nhặt súng này, các cái khẩu súng này đây, có nút tự động nhặt luôn. Đấy, chúng ta sẽ có phần vũ khí thì nó hiển thị ở trên này. À, phần vũ khí nó hiển thị trên này. Ô, game này cái camera nó xoay kiểu gì ấy anh em, hoặc là do mình đang chơi bằng giả lập nó xoay hơi nhanh. Ồ, xoay hơi nhanh. Đây, cũng nhặt đồ nhá, cũng có ba lô các kiểu. À, chúng ta cũng có ba lô các kiểu. Đợi tí mình sẽ phải thiết lập phím bấm một tí bởi vì là cảm giác là nó chưa mượt lắm. Đây sáu căn này các bạn thể đổi súng. Đó, nhặt băng đạn. Rồi ở đây mình có phần phím bấm mình sẽ giảm cái này xuống một tí. Đây thiết lập này các bạn thể thiết lập custom nhá. Đây. Ok. Ồ, mình nghe tiếng bước chân. Rồi, mình nghĩ là ban đầu thì sẽ là bot, chủ yếu là bot thôi. Đấy, các bạn sẽ tiêu diệt người chơi khác và nhặt vũ khí vào thôi. À, vũ khí mình sẽ ưu tiên là dùng 14A1 với cả chắc là những cái khẩu sniper ấy. Đây, nó level 2 này. Đại loại thì nó chơi như Free Fire thôi anh em ạ. Đấy, cách chơi rất là giống Free Fire và đây chúng ta cũng đã phải chạy bo các kiểu. Bạn nào mà hay chơi game Battle Royale thì mình nghĩ là không khó để làm quen với con đây cũng có medkit này. Đấy, chúng ta sẽ có thanh máu. Đây các bạn sử dụng các cái vật phẩm để hồi máu nhé. Chúng ta sẽ có rất các cái vật phẩm để hồi máu. Đây là ống ngắm này. Mình sẽ thiết lập thêm cái nút ống ngắm. Ở đây là do mình chưa giả lập nên là mình sẽ phải bố trí thiết lập hơi nhiều. Ô, cái này là cái gì đây? Ồ, mình không rõ là cái gì nhá, nhưng mà nó bấm vào nó ra xếp zone này. Ô, nó thả cái gì này? Có tiếng báo động kêu anh em ạ. Ô, có khẩu AUG này. Đó, các bạn có thể tùy nhặt súng nhá. Nói chung là hệ thống vũ khí thì nó sẽ tương tự như kiểu là FIFA hay PUBG thôi. Những cái vũ khí thời hiện đại. Đây, ba lô chúng ta đây. Cũng để lắp các cái gọi là phụ kiện vào cho súng các kiểu. Đấy, cái nào mình không dùng nữa thì mình có thể bỏ đi này.
Đó, kiểu kiểu như vậy. Ồ, cái game này. Ai à, ai à. Ồ, game này nó tự động bắn luôn này. Game này nó tự động bắn luôn này. Nó có auto fire ấy. Đâu nhỉ? Nó có tự động bắn ấy, mình không có bấm gì luôn thì nó tự động bắn luôn, auto pick up này, âm thanh này. Cái phần tiếng súng của game này thì mình thấy là nghe nó cũng chưa hay lắm. Ủa, cái nút thay đạn đâu, đâu ta? À, nút đấm này. Cái này là kỹ năng nhân vật à? Đây có bật giáp này. Chúng ta sẽ có phần character nhá và các bạn sẽ có phần kỹ năng của nhân vật đấy. Đây là khu vực Red Zone này, nó sẽ thả bom xuống. Đấy, Hensu nó rất là giống Free Fire hay là PUBG luôn. Đấy, được cái là game này mình thấy là cấu hình rất là nhẹ nhá, cấu hình rất là nhẹ. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng là chiến đấu và sinh tồn thôi. Đấy. Sigma, con game này hiện tại mới có trên Android nha mọi người nhá. Đồ họa thì mình thấy là cũng tạm tạm, không, không 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 quá đẹp đâu. Nhưng mà được cái là nó nhẹ. Ở đây mình cũng không thấy là có phần tùy chỉnh đồ họa hoặc là chắc là phải ra ngoài. Rồi, chúng ta cứ tiếp tục đi nhặt đồ thôi. Mình vì vẫn đang ở trong bo anh em ạ. Đấy, bo nó sẽ thu hẹp lại. Đó, mình sẽ di chuyển dần vào. Một cái mình quan tâm nữa đó là chắc là cũng có các cái phương tiện để di chuyển đi lại nhỉ. Ồ, sao không thấy khẩu sniper nào nhỉ? Các thứ ba lô này mình có rồi. Đấy. Ủa, nhưng mà mình đang không biết nút nào nút thay đạn ta. Này nó tự nó có tự động bắn luôn anh em nhé. Vừa nghe thì tiếng súng. Ủa sao lúc này nó tự động bắn, bây giờ nó không tự động bắn nhỉ? À đâu? Không phải tự động bắn đâu anh ạ, chắc lúc nãy nó bị kẹt nút cái gì ấy. Chứ không phải tự động bắn đâu. Có AK-47 này. Đấy, các bạn thể dùng AK-47 chưa? Đấy, mình sẽ đổi sang AK-47 nhá. Full đạn mình sẽ vứt bớt đi. Đấy, ba lô nó full rồi. Rồi, chúng ta có cả chảo trùng nè, các kiểu. Ủa, làm sao để thay đạn ta? Ấn nút nào để thay đạn nhỉ anh em nhỉ? Ôi, ăn màu đã. Đây, mình sẽ sử dụng medkit. Mất khoảng 4 giây. Và để hồi máu, nhưng mà mình đang không biết nút nào nút thay đạn ta. Anh em phải có một nút thay đạn nữa nhỉ? Ồ, tôi chạy vào bo đi. Ồ, mình sẽ phải chạy vào bo thôi. Bo sắp thu hẹp lại rồi. Cái này nó không có nút tự động chạy. Thế mình sẽ phải ấn giữ. Chạy vào bo thôi anh em ơi. Đấy, đứng ngoài bo thì sẽ rất là mất máu. Nó sẽ chạy ra ngoài. Mình sẽ đổi sang đây. Đổi sang vũ khí cận chiến để chạy cho nhanh. Mình thấy là cũng có cả thả thính nhá. Đấy, cũng có máy bay thả thính này. Ủa, map rất là rộng luôn ấy. Đồ họa thì nhẹ. Chúng ta sẽ còn 19 người nữa. Đấy. Đây là màn chơi đầu nên mình nghĩ là chủ yếu là bot thôi. Về sau mới là người chơi thật. Rồi. Ôi, thính này, thính này, thính kia, thính kia. Ôi, mình nhìn thấy thính rồi. Mình thấy có một cái phương tiện để chạy này. Chúng ta có thể lái phương tiện nhá, cho nhanh. Rồi, chúng ta sẽ đi nhặt thính đi. À, có địch. Ui. Đây là cầm AK nhé. Không giật luôn. Nó hơi có độ giật nhẹ. Tức là game này nó bắn khá là dễ, giống Free Fire. Nó sẽ không kiểu nó giật như kiểu PUBG các thứ. À, mình cầm AK mà bắn nó không 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 giật luôn ấy. Tôi đã không biết nút thay đạn nút nào ta. Ủa là hơi khó bởi vì là mình đang dùng giả lập ấy nên là nó hơi khó điều khiển cái xe này rồi. Rồi lái tạm thôi. Rồi mình sẽ ra nhặt thính này. Hy vọng là thính vẫn còn.
Có địch. Có địch nó vừa bắn mình. Đây thính này anh em này. Ây à. Ủa sao nhặt thính ta? Sư đồ sắp hết máu anh em ơi. Bắn đau quá. Ui nó bắn kinh nhỉ. Ui kinh này. Hình như thính bị nhặt rồi ấy. Ồ nó sử dụng kỹ năng này. À đây mình bật. À nó cũng có giáp luôn. Đấy tức là game này thì nhân vật thì nó sẽ có cả kỹ năng. Thôi xong vỡ mồm phải bắn kinh quá. Đây là người chơi thật luôn anh em nhá. Này nó có người chơi thật luôn. Đây là người chơi thật chứ không phải là ấy đâu. Thật sự là game này ấy, cái độ giật của nó là không có. Nhưng mà bắn hơi khó. Chắc là do mình dùng giả lập. Thì là bắn hơi khó anh em ạ. Rồi đấy. Đấy về cơ bản thì con Sigma này nó sẽ chơi như kiểu mấy con game Battle Royale khác thôi. Kiểu FIFA ấy. Mình thấy là rất là giống FIFA. Đây ở trong phần nhân vật này mình thấy là hiện tại thì có ít nhân vật thôi. Và các bạn cũng có thể nâng level cho nhân vật của bạn nữa. Đấy, kiếm đủ mảnh thì có thể nâng cấp cho nhân vật của bạn. Và mỗi nhân vật thì nó sẽ có một cái kỹ năng. Đấy. Đấy, mỗi nhân vật thì nó sẽ có một kỹ năng riêng. Và phần vũ khí thì chúng ta sẽ có rất là nhiều khẩu vũ khí rất quen thuộc thôi. Đấy, M4A1, AK47 này, Scarlet các kiểu, AUG, Sniper thì có AWM và M82. Đấy, súng lục cận chiến thì có chảo này, có gậy bóng chày, katana và dao găm các kiểu. Đấy, súng máy, súng shotgun các thứ đầy đủ. Phần cài đặt thì đồ họa chưa là cao nhất. Đây mình sẽ đổ lên max setting này. Đó, 2 FPS tức là game này nó cũng hỗ trợ 60 FPS luôn. Đấy, phần đồ họa này. Đây phần điều khiển. Sensitivity. Đấy, Razer là Việt Nam. À game này không biết có tiếng Việt không nhỉ? Mình sẽ tìm tiếng Việt xem. Ngôn ngữ này. Hiện tại là không có tiếng Việt nhưng mà thật ra dạng game này thì nó thiên về kỹ năng cá nhân nhiều hơn ấy, chúng ta sẽ không cần thiết phải có tiếng Việt đâu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thôi. Đấy thì đại loại là cái con Sigma này nó là như vậy, một dạng game bắn súng sinh tồn Battle Royale. Thì bạn nào mà quan tâm, mình hình như là có tiếng Việt hay sao ấy. Nhưng mà tiếng Việt hình như là phải cài bên ngoài. Ok, cái này thì chắc là các bạn phải tìm hiểu thêm nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần thiết phải có tiếng Việt đâu. Cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.